Good morning. Today is day 4. Wow, sunrise rồi cả nhà ơi. Wow. Đây là city view này cả nhà. Wow, sun kìa. The sun come up rồi. Coi kìa. Trời ơi, sáng cũng kẹt xe mà tối cũng kẹt xe. Kẹt xe, xe giống như là không chạy vậy. Ok thôi, mình đi xúc miệng thôi rồi ăn sáng. Và hôm nay có nhiều chương trình hấp dẫn lắm nha. Đón xem. Tên buổi sáng nha cả nhà, chúng ta cùng vô ăn parfait. Trứng nữa nè. Cái vị này màu hồng hồng hả? Dạ, mì xào chị. Cái này nè. Jam, soup, cá, gì cà, ngon cá, gà. Còn đây là chả mối, cũng ăn cháo. Cháo ăn với cái nhiều thứ này. Cháo cải củ quả. Dessert. Wow. Cà phê. Ngon quá. Ăn thôi, còn chần chờ gì nữa. Mời cả nhà ăn sáng chung nha. À, xem thử cái này là cái gì đây nè. Wow. Our little corner here. Breakfast. Ngon quá. Còn chần chờ gì nữa. Mời cả nhà ăn chung nha. This is my breakfast. Thịt chúc quá. Đây là cà phê của mình đây. Yeah. Sandwich. Good morning nha. Ăn thôi. Hello, good morning mọi người. Đây là gia đình hai mẹ con. Chị gái rất là dễ thương, đi chung tour. Một bông hồng vàng cho tình yêu. Ok, cảm ơn chị. Hiện tại chúng ta đang ở cái gì? Wajachamonco. Yeah. Bên đi chùa nha cả nhà. Đi. Quá. Đây là đoàn của chúng ta. Admission 20 baht per person. Namo A Di Đà Phật. Namo A Di Đà Phật. Namo Buddhaya. Namo Sankhaya. Yeah, con xin được quay phim gửi đến Phật tử gần xa. Nam mô Hằng Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Oh, we could wish like that. Với mai bỏ thì cái thùng trong nước rồi. One bag. You have? You can drop 3 times. Dán vô. Oh yeah. Giỏi quá rồi. Did you make a wish? Yeah. Yeah, good. Leave it there. I put it in just leave it there. Just put it in the book. Leave it there. Yeah. Leave it there. Someone's gonna take my wish. What you wishing? What you wishing?
Nè này rồi. Oh sorry. Nó còn rẽ đường to nó nặng lắm. Three try. Này vô rồi này. Okay, second try. Okay, you can put it in the box now. Namo Buddhaya, Namo Sanghaya, and Namo Ajita. Okay. No, it's gonna be cold now. Yeah, Namo Ajita. That's good. Happy, yeah. Oh, you're tired. Oh, you're lucky, yeah. You know, you're lucky, yeah. Okay. Khap khun ka. Oh, I think you pay and then. Good girl. Very good girl. Thank you. Where are they? I think you need to be calm when you do it. You want the coin? Not, yeah, and your wish hey, not too much. Actually, the wish is not really for myself. The wish is for the whole world. And that includes me. You say it, the wish. Teacher. Bye bye, Lui. Namo Buddhaya, Namo Sanghaya, and Namo Ajita. Con Diamond xin được quay phim gửi đến Phật tử gần xa, nguyện cầu thế giới bình an. Namo Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Namo Ajita. Du lịch mà. Chương trình tự do, thoải mái, cứ đi theo mình thích. Đẹp quá. À, đi lên trên đó. À chế kình á, à chế đi hay chế đi nổi. City was attacked. And these Buddhas were ready to stand on my Now, I want you to leave it with the idea that there will be world peace, that everybody will be good, that everybody will be well, that the world will be a better place. Yeah. On that corner over there, that is the Chinese. Yeah, I told her, just go, you know, don't look for us. Because sometimes we don't know you look for me and then, you know, it create misunderstand. Just enjoy your holiday. It's a very similar conversation to what we had driving up. Most of the people are farming rice, gathering food. Nào, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, có 18 nữa. Mình phải lấy đón ra. Respect nha cả nhà. Okay. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Buddhaya. Nam Mô Sanghaya. Nam Mô A Di Đà Phật. Con là Diamond.
con xin được vào chùa Cố Đô quay phim và gửi đến Phật tử gần xa. Nam mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Is this really for throwing coins or this is just a touristy thing? I don't think it was also created for the purpose of having coins thrown. We can ask him when we get down. Some coins. Okay. Con xin nguyện đem công đức của con gửi đến tất cả chúng sanh, nguyện cầu thế giới bình an. Nam mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Em phải đi đâu? Em đừng có nước đó. My phone. Ooh, đi đâu? Đi đi ha. Đi đi ha. Đi đi đây. In. My one was very far from the middle. Giỏi quá. Đứng đằng kia kìa. Khen nhí kìa. Tôi ngay với đằng kia luôn. Không lên nổi. Nàng không lên nổi. So you're up there, so it's all it's not a view. Yeah. It's a wishing well, it's a point. Mình vẹo lên đây ha. Con xin cảm ơn tất cả những vị thần linh cho con được quay phim và gửi đến đại chúng. Okay. Nam mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. And I'm just wondering how, in a comparatively written perspective, this became a universal symbol of pleading. Very pleading, you know, that it's sweet. Yeah, but I told you, wow, this is amazing. Wow. Giỏi quá. Đẹp quá. This is stupid. Okay, chú vạn sanh. Very good. Namu asida basada tasada sada disata asiri do mati asiri tatakamati asiri do dikalande asiri do dikalanda zasini zasana chitaka lisabaha. Everywhere we go, á, hay dẫu thứ special vậy ha, have fun ha. Biết không xin cái sao? Nào nó bùng 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 bùng. Special. Hi.
World Heritage nha cả nhà. Cố đô, cố đô something. Mình không hiểu rõ nhưng mà đại khái là nó rất là cũ lắm rồi, lâu lắm rồi. Một cái story rất là nhiều. Các bạn vào Google tra nha. Hỏi chị Google nhé. Yeah. Ok. Aussie coin. Yep. Aussie coin. How cute, huh? Hey, the dog belong to the here, huh? No. I'm just letting her. Oh. So, I'm hard to sit on with the skirt. Yeah. Yeah, no, no, no. Good, huh? Nam mô Buddhaya, Nam mô Sangkaya, and Nam mô Ayurveda. 40 baths. Nam mô Ayurveda. Japanese here, maybe thousand years, huh? Huh. Good, good. Okay. I think you can pay to have gold and put it on his nipples. Đúng rồi, nãy giờ mình nói sai. Mình không có được chỉ. Ở Thái Lan không được chỉ người ta mà phải như vậy nè. Lịch sự nha. Yeah. Nãy giờ mình làm sai. À, nãy chỉ con tay con Mai nó quay đầu đi chỗ khác luôn. Thôi, tiếp tục cuộc hành trình nha. Đi. Beautiful. Khắp khuôn kha. Ờ. Nha. Cái thiên đen. Đây hay cục. Đóng cuộn. Quả đen. Quả đen có đẹp gì đây. Bây giờ chúng ta đi đến điểm tham quan một ngôi chùa cổ đại khác nữa. Và dừa. Em đem sầu riêng kìa. Xem đi bả ra. Cái chành đi. Now we have to follow the flag. Ồ, nó dọc cái xà ron. Yeah.
no. Good job. Đại ca chưa? Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Sang Ca Giá. Nam mô A Di Đà Phật. Đây là cây bồ đề, bồ đề tree. The head was once part of a sandstone Buddha in the sandstone, which fell off the man's body into the ground. It was gradually trapped into the roots of a constantly growing Bodhi tree. The stone head has rather flat and wide facial structure with thick eyebrows and big eyes lit. 1600. And this discernible lip edge reflecting the art of the middle Ayutthaya period. Ayutthaya period. Namo Sankaya, Namo Ayutthaya. 1600 à. Xảy ra năm 1600. Thế mong gọi hay có xi men thầu cái tay mình phải đi như vậy. Đi Thái Lan không có được giơ ngón tay, mình phải đưa cái bàn tay. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin được quay phim gửi đến đại chúng. Nam mô Hoan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Kỹ lên. I mastered his call. Yeah. Okay. Hello. Hello. Yeah. Enjoy your trip. You too. We're from Australia. You are. Yeah. Where are? Where are you from? America. America. Yes. Though. Wow. Have a good time. Một con lét. Nhưng mà nhìn đây nó đẹp hơn Mỹ Sơn. Mỹ Sơn thì rất là đẹp. Cái bức tượng kia giống như là Ấn Độ thôi. Màu, cái đuôi của nó nhiều màu nữa. Then they will build more, ha. Huh? So make the tourist attraction more good, ha. Huh? Okay. Đi ăn kem thôi, kem sầu riêng, 20 baht, 20 baht, 20 baht around 95 cent, yeah, something like that. I got money. Mm.
lên. But it's a see-through. Oh, with this one, huh? But I need a singlet and the, huh? Oh, maybe something like that. Yeah, from Thailand. Top. Go pants. You have to wrap. Yeah. Maybe mình hơi nhiều màu lip có. Có go stretchy. Okay. Like that. Like this. Don't have other design. Đẹp quá ha. Nhưng mà hết tụi iron nữa ha. Toilet. Yeah. Toilet à? No, you have to pay. Phá phá. Cà rem. Giờ cơm đến rồi. Giờ đi ăn cơm rồi đó. Over there đi ha. Hot không? Ờ, hãy over there đi. Ngon quá. Yeah. Mọi người cúng Facebook một cái cúng. Xe bình thường là chưa được bơm á. Lúc nào còn đói từ lúc giờ chả được ăn luôn. Tiếp tục lên đường nữa nha cả nhà. Ok. Nhà hàng Venice. Ngon quá. Xin chào. Ăn no rồi. Ôi, chương trình ngủ bắt đầu nữa. Chương trình. Lúc nào mà cả nhà đang ngủ ngon ấy. À. Cho một lượt. À, ngon ngon. Trung tâm thương. Do trong đây hiện giờ có
tổ chức chị mình tập. Xe là quần áo giày dép và đồ điện tử. Tôi là đây ăn uống còn đó. À chị Huy à, xe miền Phật à. Hú hú hút à. Chứ. Biểu thiệu con gái mình biểu thiệu one two three three layer luôn cái bridge, trời ơi, cái cầu ba tầng luôn hả? Wow. Qua đường thôi, giờ cao điểm kẹt xe. We are in Bangkok.
Đẹp quá. À. Ồ, cái này lemon. Durian kìa. Durian 200. Buy 5 get 1 free. Oh. Wow. Oh, thank you. This one is this one or that yeah. one? This same, one. Same. Ah. How much for one? 200 for one. Buy 5 get 1 free. Mm. Oh, huh. Mm. So that means how much? Huh? What? What? Didn't have the room. Sạc pin ở đây luôn. Bây giờ đây là Central Sea. Thì mình sẽ đi bộ. Đi bộ qua cái cầu này. Qua cái cầu. Cái đi qua Central World. Interesting ha. Đây là Big Sea Super Center. Bên kia là Central World. Yeah. Let's go. There's a temple there as well. Ừ, dễ sợ chưa? Bên kia là trung tâm thương mại luôn á, Central World Shopping Center luôn. Ừ, dễ sợ chưa? Ừ, dễ sợ luôn. Tại wow. Oh, trời. Bự quá. Dầu xịt ra. Bangkok street food nè. Ngon. Ăn nữa quá trời được ăn luôn này. Ù quá ha, thấy cái đó. Ơi mấy vậy? Cái này nè. Đi đi. Dễ tài nha. Mua viên không à? Ngon quá. Wow. Ngon quá. Tiền đẹp chưa? Coi kìa 1, 2, 3, 4, 5. Wow, kìa tên shopping à. Đây đấy. Wow. Bự quá. Wow.
Wow, kỹ tài à. Tài à. Ủa sao rồi? Kiếm đường đi về nhà. Big C Supermarket, Super Center. We have to cross over there. Đi thôi. Đông quá à. Rồi, ticket. Rồi, rồi, cảm ơn em. Đây. Bây giờ đi ăn parfait như cả nhà một cái dáng. Không rẻ đâu à. Nè, Bayoke Sky Hotel. Không biết thôi. Trời ơi, ai cũng giàu hết. Ai cũng giàu hết. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là con tôm tít đây. Ăn nha. Đẹp quá.
Happy birthday to you. Hip hip, hooray. Hip hip, hooray. They don't know. Là chúng ta đang trên tầng thứ mấy, 80 tầng thứ 83 như cả nhà, quá đã luôn, quá đã luôn nha. Lên nữa đi, lên 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 đã. Lúc đi, mình blur eyes luôn. Thôi là lao coi. Đi lên trên tầng thứ 84 nha. Đâu giờ 85 rồi chứ. Đây là 85 rồi. So 84. Wow. 84 à. Winner. Yeah, here come the winner. Moving. Trời ơi, nó chạy kìa, thấy không, nó chạy nè. Yeah, wow, mát mẻ quá. Bây giờ chúng ta đang hít thở không khí của tầng 80 mấy? 84. Yeah. Wow. Hít thở từng không khí này có khác à. Nó mát mẻ trong lành lắm. Yeah, hello, hello chị, hello anh. Yeah, chúng ta đang ở trên tầng 84. Wow, vui quá cả nhà ơi. Hello mọi người, chúng ta đang hít thở không khí của tầng 84 đây. Chào. Chào chào 84. 84, à, ngon cơm, ngon cơm. Wow. Wow. Khác ha. Trời ơi. Ủa làng à ha. Yeah, we are on the 84 level. Wow. 360 degree panoramic view. Ăn no quá. 309 meters level 84. Wow, amazing. Hello Pink Diamond. Hello Miss Pink Diamond. Hello. Đam mê đắm chìm, đắm chìm trong không gian. Wow. Vâng, đẹp quá. Wow, đẹp quá. Cũng không có gió lắm ha. À, tốt quá. Yeah. Đẹp quá. Trời ơi, nó xoay một vòng nãy giờ không biết được bao nhiêu vòng rồi ha. 90 độ chưa ha? Nãy giờ chắc 90 độ có á. 90 degree dậu rồi á ha. Picture of the 360. Oh, yeah. Yeah.
Never used a function yet. I have to wait. A picture, huh? Yeah, look, you see it's moving? Oh. When it reaches the end, I have the whole city. Đang hoàn thôi à. Chiếu qua chiếu lại. Mới đi có nửa vòng rồi mà. Hết rồi hả, đi về hả? Uống gì? Ôi, mới đi có nửa vòng à. Mới có đi nửa vòng à. Bây giờ, bye bye. Bye bye. Bye bye, chú lại. Kể đó đi, tôi lấy thôi. Come here. À, chưa xong mà. I did a 360 rotation. Wow. Trong này nhiều người. À, vậy thôi. Ồ, thấy cái Spider-Man kìa. Yeah. Spider-Man. Okay. Wow. Chắc tua ra, tua ra. This is the bar nè. When you come, you have coffee nè. Wow. Tua ra. Wow. Chị. Đi lạc đường rồi. Đi mà vô quán bar. Hết rồi hả? Vui quá hả? ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเย้ว้าวว้าวดีจ้ะ Rồi, em good night nha cả nhà. Còn gì muốn coi nữa không? Còn gì muốn quay nữa không? Đây mình sẽ quay tỉ mỉ gửi đến cả nhà nha. Enjoy Bangkok. Oh, yeah. Enjoy Bangkok với Diamond nha. Đêm nay là đêm cuối ở Bangkok rồi. Ngày mai hẹn gặp cả nhà tại Ho Chi Minh City.